Website đầu tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua để mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị vận dụng vào trong thị trường. Làm gì có cái chuyện á quân Forex thế giới hay pro trader hay chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex tham gia vào trong thị trường về giao dịch Forex này mà chỉ dùng TradingView để phân tích về xu hướng nhận định trên thị trường rồi dùng backtest để nói như đúng rồi, xin lỗi nhà đầu tư. Đó chỉ là những kẻ bị bợ mà thôi. Chào anh Sơn, tôi chia sẻ và minh chứng dẫn chứng cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư để cộng đồng và mọi nhà đầu tư cùng nhìn nhận và đánh giá rõ về thực tế của những giá trị chia sẻ trên thị trường. Tôi mong muốn rằng bản thân chính các bạn nên đi chậm lại để nhìn nhận, đi chậm lại để đánh giá và hiểu rõ về các giá trị dẫn chứng ở trên thị trường. Và bản thân chính các bạn cần phải hiểu rõ, chỉ có bọn chây mõm mới dùng backtest ở trên thị trường, chỉ có bọn chây mồm mới là gì nhỉ? Dùng TradingView để nhận định như đúng rồi ở trên thị trường. Chào anh Sơn Nguyễn nha. Chúc anh năm mới an khang thịnh vượng phát tài. Và tôi gửi đến nhà đầu tư là những chuỗi giá trị mà bản thân tôi phải dẫn chứng cho cộng đồng và mọi nhà đầu tư xuyên suốt trong thời gian nhiều năm tháng qua ở trên thị trường. Đây là những minh chứng thực tế và đây là những giá trị vận dụng áp dụng thực tiễn trên thị trường được chính bản thân tôi đưa giao dịch và gửi đến cộng đồng và mọi nhà đầu tư trên con đường mà bản thân chính các bạn đang tham gia vào. Và tôi mong muốn rằng chính các bạn nên đi chậm lại để hiểu rõ, làm gì có cái chuyện kiến thức áp dụng ở trên thị trường chỉ là những bọn chơi mõm là bắn chiến lược hay đọc lệnh ở trên thị trường mà gọi đó là giao dịch thực tế. Dạ vâng, cảm ơn anh Sơn Nguyễn. Dạ, đây là những lệnh đầu năm đấy. Lệnh này thì từ ngày hôm qua mình bắt đầu thả rồi. Đó, thì để chia sẻ đến cho anh em và tôi gửi đến cho cộng đồng và mọi nhà học viên ta đấy, mày thấy không? Bốt cho xem hẳn tài khoản, hỏi xem lệnh, cho xem lệnh luôn, xem tài khoản có không? Nó chuyện quá là bình thường. Thế bây giờ đánh được mà lại không chứng minh được thì mẹ đấy là thằng bịp, đúng đúng chưa? Đấy, mẹ ngồi xem đúng lệnh này thả từ lúc có ăn có âm có dương không? Nuôi được là cả vấn đề không? Đó, tao lên nó tổng ấy hết đây nha, là bọn đi láo láo tao này. Thằng này xin học tao, tao đéo nhận lại, thằng nào đi đồn tao má. Bao nhiêu năm nay tao bốt lại cho này, hóa ra thằng IB của sàn. Tao đéo dạy bọn IB sàn. Đó, đây con này ra đi dạy ngoài miền Bắc đây. Vào bố láo tao, bao nhiêu năm nay tao đánh cái like tao bốt lại cho, chạy mất đất hết. Đó, mày xem, người ta nhẹ nhàng người ta bốt lại không? Đó. Đó, đánh thực tế được, ngại gì mà giận chứng. Đó, thấy không? Bây giờ theo của mình là đến đây, bây giờ trong này phải bắt đây. Vậy thì trong này, tại vì đang like nhé, đừng hỏi. Trong này chẳng ai biết là đây này gì rồi đúng không? Có phải hôm nay là chờ đây không? Mình đã biết được điểm hết hết chưa? Cái vấn đề là nhà ngồi chờ nó đến được hay là không, nó mới là vấn đề. Đó. Đấy, còn đầy tài khoản ra, người ta ăn, người ta có thèm xô ra đâu. Đúng không? Dạ vâng, cảm ơn anh Sơn Nguyễn. Dạ, mình biết là anh theo dõi mình nhiều năm rồi ạ. Cảm ơn anh nhiều. Dạ. Đó. Rồi, thì tôi cũng gửi đến cho anh em và từ nhà. Đây là những lệnh đầu năm ở trên thị trường và mong muốn rằng những chia sẻ của tôi sẽ hỗ trợ cho cộng đồng để cộng đồng cùng nhìn nhận, đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị của kỹ năng ở trên thị trường. Xin chào anh em nha, chúc anh em giao dịch thành công. Bây giờ mình phải đi công việc.